nổ bà, mày bộ bay lọt tòng té nổ hả? Mày muốn xuống sông mà sao mày chạy dữ vậy? Vicky. bác chui cho đây làm chi đấy ạ? Tao chui sao kệ cha tao. Ai cho mày dẫn con gái tao vô đây? Hả? Con sẽ lấy chồng. Con lấy chồng. Tía anh đợi. Tía làm sao? Năm nhẹp. Năm nhẹp. Ông ngoại em. Năm nhẹp. Nó cũng phải vừa phải, nó có mức độ của nó chứ. Chứ đâu phải ông chết ngoài.